không thích. Thì nó vừa cười vừa nói là thầy ơi, cuộc đời cần nấu ăn, cần làm hoa cắm hoa, cho nên em sang em chọn học à. Thế tôi hơi kinh ngạc, tôi đi tìm hiểu, hóa ra là học mấy cái môn đó là điểm cao lắm, toàn 90 không à. Thế cuối cùng là thấy là mặc dù đưa vào 10 tín chỉ tự do, tự chọn tự do để bù đắp vào nhân cách của sinh viên, và cuối cùng nó học bị điểm à. Cho nên tôi khuyên các em là các em đừng nên thử dụng quá, cần phải xem xét lại cái người mình còn thiếu cái gì để còn chọn học cái này cái kia. Tôi nói vui lên, ví dụ tôi biết là các em là hát không được, không hát được cho người khác nghe mà cũng không muốn nghe hát, do đó bạn bè nó rủ đi hát karaoke là lủi thủi về thì không được. Cho nên là nếu các em mà sáng mầm nó thì chọn cái môn hát nhạc á, đúng không? Đúng rồi, chọn cái môn hát nhạc á để có thể gì, nghe hát được, có cảm xúc và còn hát được cho người khác nghe. Đó, khi mà người ta rủ đi hát karaoke thì đi, và đi như thế cơ hội nhiều lắm, đúng không? Có đúng không? Đi hát karaoke mà cái nhóm đông á thì có thể có anh này anh kia, đúng không? Cô này cô nọ, và lúc lúc các cảm xúc thì nó khác à.